Mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời. Anh tặng em quà. Không có gì hơn hết, em mở ra em coi đi. Em mở liền được không? Mở liền á, hơi bất ngờ. Em mở liền. Trời đất ơi, quá bất ngờ luôn anh ơi, em cảm ơn anh nhiều luôn ạ. Có chi. Tôi thấy nhà gái rất được, nhẹ nhàng, quyến rũ, giọng hát đầy cảm xúc. Tôi nôn lắm, để tôi qua tôi xem nhà gái coi. Xin được mời nhà gái. Wow. Mời nhà trai. À, nhà gái hôm nay có một điều rất là đặc biệt cho nên chắc có lẽ là xin phép được mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước. Dạ, thì lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và các bạn xem đài cũng như là các bạn anh chị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào nhà gái. Nhà gái hiện tại đang sinh sống và làm việc ở đâu cơ? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm nghề gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và là diễn viên tự do ạ. Hèn gì tôi thấy tôi nghi nghi lắm, làm nghệ thuật đây nè. Tên là gì? Em tên là Gia Linh ạ. Giới thiệu bên đây tên là Quyền Linh. À, Gia Linh sinh năm mấy vậy? Em sinh năm 97 ạ. 97, mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Xin em chào chị Lan. Em chào quý vị khán giả đang xem đài, em chào nhà gái nha. Dạ, con tên là Đào Nhật Minh, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Trời đất. Để tôi qua tôi coi coi cái mặt có quen không mà. Đồng nghiệp nè. Sân khấu của bà Bầu Hồng Vân. Hello cưng. Hello chị. Trời ơi, chào cái sơm tụ dễ sợ luôn. Không quen luôn. Không quen luôn, đúng rồi, chưa diễn chung bao giờ. Dạ. Bây giờ quen. Dạ, giờ quen. Ưu điểm của em là em rất là thích nghệ thuật, em rất là thích đàn, thích hát. Em rất là thích pha trò cho người này người kia. Thấy hôm nay là nhà gái có đem cây guitar lên sân khấu thì chắc có lẽ là sẽ để cho nhà gái show cái ưu điểm của mình ra. Đó là biết đàn, biết hát nè. Chắc là em xin phép gửi đến bạn nam bên kia cũng như là các bạn xem đài cũng như là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh á, bài hát em thích nhất là bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nè. Em xin phép được đánh cũng một đoạn nha mọi người. Quý vị khán giả sau khi xem những cái hình ảnh vừa rồi thì có cảm giác như thế nào? Nhưng riêng Ngọc Lan, nếu như Ngọc Lan là ngồi cái ghế đỏ ở bên kia là Ngọc Lan bấm nút liền. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, rất là dễ thương với một cái bên đây ta phấn khích luôn á. Mọi người một chút tại vì do em hơi run quá cho nên là em đánh hơi chật nhịp sai lời một tí xíu á. Mong mọi người thông cảm cho em. Không sao em ơi, em đẹp là tha thứ hết. Cái đó là ưu điểm rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em mau quên á. Kiểu như nói một cái lần tới một tí xíu là em quên liền. Rồi ngoài ra thì còn gì nữa không? Tính em thì
chỉ có mâu quên với lại là em hơi lề mề tí xíu thôi. Nhưng mà em có một cái rất là hay mà cái này là mọi người cũng công nhận á, em hay quên thôi, nhưng mà đường đi em nhớ rất là rõ. Em qua nhà bạn em, qua có đúng một lần duy nhất thôi mà 4 năm sau, 5 năm sau em vẫn nhớ đường em qua bình thường. Nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á. Giờ tới bên nhà trai đi. Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe kìa. Dạ con thì con cũng không có ưu điểm gì, ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á. Từ nấu ăn, thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi có gì điểm yếu không? Dạ điểm yếu của con thì chắc cũng nhiều lắm. Con có thể cũng bị hơi tăng động á. Dạ. Con hơi tăng động đó. Tăng động cũng tùy theo chỗ. Dạ. Nhiều chỗ tăng động quá nó tăng xong là mệt lắm đó nha. Thấy không? Rồi còn gì nữa? Dạ, một cái nữa là con bị trả tin á. Con tin lời người ta xong con mới ngồi con nghiệm lại. Tức là đưa tiền người ta xong tôi xách đi xa thiệt xa mới nhớ lại. Mình... Dạ, con bị lừa một lần rồi. Là xong xuôi hết rồi con mới ngồi con nhớ lại là lúc đó làm game á chú. Đưa tiền xong xuôi hết rồi xong người ta lấy tiền đi mọi người trắng tay. Con bị lừa chừng 2-3 lần thì con sẽ có kinh nghiệm thôi. Tự mình rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời, phụ gì mà tới 20 lận. Dạ không phải, phụ là vô vai á, vô vai tình cảm rồi đôi. À là gia diễn á ha. Dạ gia diễn. Trời ơi trời, mình tăng động vừa thôi. Dạ. Phải kìm lại một chút. Đúng không? Cái mối tình mà chính thức á là nó làm sao? Dạ mối tình chính thức là lúc đó là bên học văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn á, là lúc đó đang học được năm 2. Em hồi xưa em học là học hết học kỳ 1, năm nhất là em không lấy tiền nhà rồi là em tự đi bương ngoài á, thì cảm thấy nó cũng hơi khó khăn thì bạn mới kêu là nếu mà đến được thì bạn lo. Xong em mới suy nghĩ nếu mình cũng trai mà mình kiểu mà mình bị phụ thuộc quá, bị dựa dẫm vào người ta quá nên quyết định là không tới tại cũng cái lòng tự trọng, nên là thôi không tới được, nên là nói chuyện xong hai đứa là bạn, giờ bạn đi lấy chồng rồi. Còn một người nữa thứ hai, mối tình thứ hai là quen là ở ngoài Bắc, lúc đó bà cũng không cho. Rồi còn đâu nữa? Con hết rồi á, con toàn con đi qua làm con hết chuyện tình yêu rồi á. Bây giờ nhà trai ngồi bên đây tôi nôn nóng qua nhà gái lắm. Tôi thấy nhà gái rất được, nhẹ nhàng, quyến rũ, giọng hát đầy cảm xúc. Tôi nôn lắm, để tôi qua tôi xem nhà gái coi. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng. Nói chung á là mấy người tên Linh ai cũng dễ thương. Trời ơi, nhà trai không có gì phải chê cả. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? Em thì không có thích con trai hút thuốc lá. Em không thích con trai gia trưởng. Tăng động kiểu này chắc nó không gia trưởng đâu. Ủa mà nãy giờ nhà gái chưa có nói về tình trường của mình đúng không? Hiện tại thì em mới trải qua có một mối tình thôi. Một mối tình thôi, có sâu đậm không? Dạ không ạ. Mối tình đó là năm lớp 10. Em quen được có 3 tháng rồi chị. Thôi vậy thôi, được, khỏi cần phải kể. Một mối tình rất là chớp nhoáng. Nhà gái cho chúng tôi biết được cái mẫu hình lý tưởng của nhà gái như thế nào? Em thì thích con trai chỉ cần có 3 điều thôi. Cũng không có cần cao, to hay là đẹp trai gì đâu. Chỉ cần đúng 3 điều là: một là phải có tính ý chí, hai là phải có quyết đoán, cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm. Là trách nhiệm trong lời nói của mình là phải nói được mà phải làm được nữa. Ý chí, quyết đoán, trách nhiệm. Có không nhà trai? Thiếu, con bị thiếu cái quyết đoán á. Con dễ bị dung giọng cả tin đó chú, nên không có quyết đoán được. Quyết đoán. Dạ. Mẫu hình của nhà trai như thế nào? Dạ, mẫu hình của con thì con thích một cô gái chân thực một chút xíu, dễ thương một chút xíu và biết hiểu được công việc của con. Nói chung là giống như chị Quỳnh Quỳnh của anh Dương Lâm vậy đó. Dương Lâm. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta hỏi ý kiến của người thân đi ông Mai ơi. Em đi với ai cưng? Hôm nay thì em đi chung với chị của em là chị Minh Hiếu. Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái ấn tượng đầu tiên của em với lại nhà trai thì là anh ấy khá là vui vẻ. Có lẽ là sẽ hợp với Gia Linh. Tại vì Gia Linh cũng rất là vui, nếu mà cặp này mà ráp vào thì chắc em nghĩ là cái chợ không có bằng hai bạn luôn á. Dạ. Bé nhà em nó lên nó bị khớp á, cho nên là mọi người thấy nó hơi rụt rè. Chứ bình thường nó nói mà em phải đăng ký chương trình cho bạn tham gia để bạn có người yêu á, chứ bình thường có hai chị em nó nói hoài em nhức đầu lắm, giờ em phải tìm người em bát nó qua. Bát nó qua? Dạ. Trời đất ơi, trời, có bà chị đáng đồng tiền ghê vậy. Dạ. Trước mắt là thấy cái giao diện rất là ok,
sáng sủa, đẹp trai, hòa đồng vui tính. Ừ. Còn quyết định như thế nào thì của Gia Linh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với chị gái của em ạ. Chị ruột luôn hả? Chị ruột luôn ạ. Xin chào MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quý khán giả đang ở chương trình, ở khán đài cũng như khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Cảnh Giang, đây là chị hai của Nhật Minh ạ. Theo hai thấy là cái bạn gái ở bên này á, bạn khá tính chất là bạn rất là xinh, bạn kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu bạn rất là tinh tế. Ở nhà Nhật Minh cũng kiểu chị cũng rất là ít nói, nó cũng hay nói nhiều, nó rất là nhiều, chị cũng muốn bắt nó cho em. Thôi, cảm ơn nhà trai và nhà gái. Mở rào. Anh tặng em quà. Không có gì hơn hết, em mở ra em coi đi. Em mở liền được không? Mở liền á, hơi bất ngờ. Em mở liền đi. Trời đất ơi, quá bất ngờ luôn anh ơi, em cảm ơn anh nhiều luôn ạ. Có chi gì mở ra luôn, mở ra bất ngờ dữ vậy, mở ra cho khán giả coi. Đứng ra luôn. Ảnh tặng em mấy cái khẩu trang. Món quà sức khỏe. Tốt. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Nãy giờ ngồi bên này á, anh cũng cảm giác được sự đầm ấm nhẹ nhàng của em á. Thì em cảm giác anh cho, tại vì anh bắt đầu anh bị rung rẩy nhẹ đối với em rồi. Nãy lúc mà nghe anh nói em hơi lạnh xíu, mà giờ gặp anh rồi là em hết lạnh rồi. Anh lạnh hơn rồi, bây giờ thấy anh bắt đầu lạnh rồi đó. Em ấn tượng của anh đầu tiên là cái áo của anh mặc. Tại vì trước giờ em chưa có thấy bạn nam nào mặc áo đó hết trơn. Cái thứ hai là cho em hỏi là cái chuỗi đó anh mua ở đâu vậy ạ? Cái chuỗi này là anh đi chùa. À, em cũng có cái chuỗi này, em cũng đi chùa nè. Thực ra là anh muốn nói một vài điều là như vậy nè. Bản thân em làm diễn viên thì em cũng biết được là mình cũng cần khoảng thời gian để mình tập trung cho công việc của mình. Chứ anh sợ khi mà quen rồi á, người ta luôn nghĩ là lấy lý do công việc để là một cái lý do để cản trở mối quan hệ á chị. Giống như là lúc nào anh bận rồi không gặp nhau được, là em sợ là đối phương sẽ nghĩ như vậy. Thực ra hai bạn á là cùng nghề với nhau cho nên nó sẽ có những cái rất là thuận lợi. Nhưng nó sẽ có những cái như thế này. Ví dụ như đặt một trường hợp, một ngày nào đó bên đây người ta có nhiều cái điều kiện, nhiều cái cơ hội, rồi người ta sẽ nổi tiếng hơn, và bản thân mình lại không có được cái tiếng tăm nó bằng với bạn gái của mình, thì nó có là một cái điều cản trở tình cảm của hai đứa không? Và có chấp nhận được cái việc một ngày nào đó mình chấp nhận mình lui về để cho bạn gái mình tỏa sáng không? Và ngược lại, bên đây nổi tiếng hơn, mình thì không có nổi tiếng bằng, thì mình có bị ganh tị vì cái điều đó hay không? Hay là mình chấp nhận mình lui về, mình sanh, mình đẻ, mình nuôi con để mà mình làm hậu phương cho cái sự nghiệp của chồng? Dạ, thì em thì chỉ quan ngại cái vấn đề là khi mà em không làm được á, thì sẽ bên gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào. Em sợ bị người ta kêu là không có vững chãi để mà lo lắng cho bên con gái họ được, thì em sẽ bị sợ là vấn đề đó. Cái vấn đề ở đây là thực ra trong một cái mối quan hệ mà một trong hai người mà thấy mình thua thiệt với cái đối phương bên kia, đi chung với đối phương bên kia mà mình cảm thấy mình kém cỏi hay như thế nào đó, thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó nó cũng hơi bị cũng có vấn đề ở trong đó rồi. Nhưng mà thật sự nếu như mà một trong cả hai người mà đủ tình cảm đủ lớn cho nhau á, thì chắc chắn một trong cả hai người sẽ không bao giờ cảm thấy thua thiệt đâu. Tất nhiên thì một ngày nào đó thì em cũng phải lui về em chăm sóc cho gia đình chứ à. Chứ không thể nào mà em sẽ đi diễn ngoài được. Thì sau khi mà ổn định hết tất cả là lúc đó mà cái đam mê của em mà nó vẫn còn và vẫn có điều kiện, vẫn có khả năng mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì chắc chắn em sẽ tiếp tục. Và em nghĩ thì nếu như mà cái bạn chồng của em tương lai mà cũng là cái người hiểu cho em, và cũng là cái người mà cùng đam mê với em, thì chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi niềm đó. Xuất sắc. Trả lời vậy là thôi còn gì nữa đúng không? Bây giờ hai đứa tranh luận nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Cái bản tính thật nó nằm ở chỗ nãy giờ đó. Bây giờ giao lưu đi, các bạn có tài nghệ gì các bạn biểu diễn, tự biểu diễn cho nhau đi. Đứng lên thoải mái lên nào, đó. Anh xin biểu diễn một vài câu rap nha. Anh có thể vẽ em thật kiêu sa, nét ngọt ngào trên áo còn thêu hoa. Phút chạnh lòng anh cứ tưởng mà đi xa, sẽ không còn vì những thứ mình đi qua em ơi. Thanh xuân này ngắn ngủi, tim sáng nhỏ làm sao viết thành văn tơ vò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời, niên thiếu của thành trăng. Em biết chăng, mùa xuân chẳng trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng còn treo chiếc đầu ngõ, sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu. Anh chẳng ước mình như là cánh chim, bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên vì sao cả nghe em.
Dạ. Rồi, như vậy cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận về nhau rồi. Chúng ta sẽ tiến gần nhau, mình nắm tay bạn gái, mình nói hết suy nghĩ, nói thật lòng nha. Anh thì nãy giờ trò chuyện thì anh cũng thấy em một con gái cũng có chút thơ, rồi cũng thẳng thắn, cũng khéo léo á. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là em có chịu được cái sự tăng động của anh hay không? Nếu như mà tăng động thì chắc em tăng động hơn anh á. Thì anh cũng chưa biết được, tại nãy giờ anh thấy em vẫn dịu dàng đầm thắm, nên là anh cũng chưa biết được nó mức độ nó như thế nào. Nếu mà em chịu được thì anh cũng có thể chịu được. Em gái sẽ tự trả lời bằng nút bấm. Chúng ta về vị trí ngồi đi các bạn. The Great Wave Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Cảm giác xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, các bạn đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không đúng, các bạn không cần bấm nút bấm đó, để cho nhiều người khác sẽ bấm. Chúng ta đừng làm mất duyên của người khác. Bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em trai không bấm. Có thể nói chút về lý do đó. Dạ, thực ra là khi mà nói chuyện ban đầu á thì con rất là có ấn tượng. Nhưng mà khi mà cảm giác con bước qua đây để con nắm tay, cảm xúc con không có. Đó là một cảm xúc rất là thật. Em gái, nói những cảm nhận của mình đi. Thực ra thì khi mà em đến đây thì cái chuyện bạn nam bên kia không bấm thì em cũng đã lường trước được rồi. Cho nên là thôi không sao. Thực ra đây là một cô gái mà Lan thấy rất là sâu sắc, rất là thông minh. Lan cam đoan rằng nếu như ai mà có được cô gái này là như có một cái bảo bối gì đó. Cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình. Trước khi kết thúc chương trình cho em xin phép bắt tay anh được không ạ? Tại vì biết đâu được sau này mà đi diễn ngoài sân khấu hay là quay ở đâu đó thì lại là đồng nghiệp của nhau. Đúng rồi. Hay, em gái rất là hay đấy. Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ông Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, và trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. Lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái xe con ạ. Lái xe con. Dạ. Hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi đó. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng mà an toàn. Thứ bảy, chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè.
Em thì là một người cũng lành tính thôi, biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi, mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, được tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một... Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng. Em ly dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên đó, không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi được đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em, lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây? Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Chào em gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây Như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Em chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy, nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Kinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. Mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống nó sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cảm ơn cô. Rất tuyệt vời những cái lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn đi nha. Đó. Thấy cái cảm xúc đầu tiên nha.
đầu đi Thọ. Em chào anh. Anh có món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. À, anh tặng cho em đôi giày. Dạ em rất thích nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa dày là duyên số đó nha. Giày cô Tắm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè đó, thấy chưa? Dạ. Chắc không. Trời ơi vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn á Linh. Mang luôn đôi mới luôn. Cưng. Đây là mình ảnh đẹp đấy. Đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn hợp với cái tính cách của em á. Mang là... luôn đi, mang luôn cho đủ được cặp má. Đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi, đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại. Nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo đi. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em... có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Nếu... yeah. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng. Tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho anh lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... của ấy hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian em sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ? Từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi, đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao, người ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được. Cải lương anh cũng nghe được, không sao cả. Dạ anh muốn cải thì lương. Em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại, thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi nhưng mà thực ra là
mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá. Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ, đã chia phối mỗi người một ngã. Hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất mong thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Tức ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay, để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Không còn nguyên lần nữa em về làm phát triển trang trại. Nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, không thể đi tàu xe được. Em thường ngủ là sexy không mặc đồ chị. Tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người nào ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy. Dạ, xin chào ông Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ, chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân, mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tân làm nghề gì Tân? Dạ em, công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Nay em không còn nguyên lòng nữa, em về làm phát triển trang trại ạ. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng chị, em làm riêng cho em ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh bên cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ có shop ạ. Vậy hả. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi, thích nấu ăn, em thích ca hát ạ. Em thích đi du lịch ạ. Bạn trai? Dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác. Rồi biết tự lập, cũng biết chiều chuộng bạn nữ ạ. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Không thể đi tàu xe được, say sóng á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa?
Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy ạ. Trời ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời ơi, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Thì có gì đâu, bên kia đi máy bay, em đi xe máy khi nào tới thì tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Để nói đại đi, đại nói cho bạn kia bạn hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót gì ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn à. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ. Cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì, cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được, thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà. Dạ, cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người đâu ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy à. Dạ, với lại thường em có tật xấu đi, nó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Dạ, mỗi lần đi là dướng bạn mất công lắm. Chỉ cần mình khổng mặc đồ ra là ngay là xỉu thôi. Cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi đó. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ, anh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ, cũng sợ. Không, em ơi, các em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt cổ hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Rồi mình thì mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ, yếu điểm của em là hay quên ạ, hay khóc. Ai nói những điều gì, thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn thương, tổn thương là em khóc. Em hơi nói nhiều mà chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Em ơi, em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được, nhưng anh nhớ bận đồ là được. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Nếu mà chính thức chỉ một mối tình, 7 năm. Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ, quen 7 năm, chia tay 3 tháng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Sao quen 7 năm mà mới 3 tháng quên hết trơn rồi? Sao quên được? Dạ, ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì á? 6 năm kia là hợp hả? Dạ, cổ thì đam mê nghệ thuật, chụp ảnh là thích đi đó, đi từ lưa thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước họ chị ấy có, bạn ấy có chụp ảnh không? Có, nhưng mà gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu, ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi, như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng 2 tháng á. Dạ. Rồi sao? Thì đó là tùy công việc. Thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi, chứ phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng 1 năm nay. Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Dư luôn. Dạ em 1m73 chị. Ít nói, thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi cái đó dễ rồi. Đây, có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Không chung thủy, lăng nhăng, ki bo, keo kiệt, nói nhiều. Em trai, em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều, mà đụng chuyện thì nói thôi. Chăm sóc người lớn không? À, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn là phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình, em nói ở nhà cô đâu, con chở cô về. Rồi vậy dạ, tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ em thì cần một người bạn gái cá tính mạnh đó. Nếu mà ngoại hình thì chị tin càng tốt. Bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thần công dung công hạnh. Nói chung là cái hình mẫu phải từ chị cắt từ cửa lên em mới chịu. Cá tính mạnh là mạnh sao, mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nọ hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. Phải dữ hơn nữa. Đừng cao quá chị. Phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm nó mới đã. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị. Ở dơ mà cái vụ bày hầy quá này, hay nó cằn nhằn cạp rào. Chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi. Chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh. Thế nhờ mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ á. Đám cưới không 2 tỷ? Không, đám cưới xong mà cho lên lập nghiệp á. Là cho 2 tỷ đi đám cưới. Dạ. Lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả?
hay giữ không giữ mà chằn lắm. Má có đưa ra cái tiêu chuẩn con gái à, con dâu như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Hai ngộ về gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không không chị, em có trang trại riêng mà. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có ạ. Nghe 2 tỷ mừng quá. Ô, chào em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chắc hôm mai bà mối cũng được 10%. Anh bên tai ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sâu kín mà cũng kể hết nữa. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Rồi hôm nay em đi chơi, đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ, một người em ruột và người em họ em. Rồi, cho chị gặp em ruột của em rồi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em chào anh Tân ạ và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Theo cái nhận xét riêng của em á, thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm. Tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Em đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Chào anh Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho vui vậy mà. Bơm vô làm sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Dạ ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình thực hành thôi. Tính trước bữa không tới. Rồi cảm ơn chú. Rồi, mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Trời, em gồng quá, em run quá, lên thì bây giờ thấy khốt quá trời. Chào phép lại trước nha. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó. Nhưng mà không biết cái cá tính của em có mạnh hay không nữa. Anh cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tiếng trước tiếng sau, phan đồ phan anh chụp. Không nhầm hết á. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Anh có biết không, hè về vườn hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ướt vòng trao dân. Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Em xin cảm ơn ạ. Hay quá. Hay quá, tiến tới hát đi, tới em đó. Em hát hả? Em hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa tới hát bài gì đó hát đi, tặng đáp lại đi. Dở đừng chơi nha. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh năm mươi quan đẹp trai dễ thương và còn tìm sách chung tình. Gặp em đêm nay mai dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi. Nhảy lên. Yêu anh, yêu anh nhé. Nhảy người lên. Anh yêu hơi nhảy em. Yeah. Có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó người anh yêu hơi. Mới chỉ xa xôi em biết không em ơi, I love you. Quá dữ, quá dữ. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò hát bài này lắm hả? Không có anh, em giữ hát bài khác. Đã đi chân bò cầm cái ra to, bò không đi ta lấy cây cọc nít bò. Bỏ lại. Hát cô Nhi với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ, không rồi đứng hát. Trời ơi sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mấy mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu. Thôi vô chuyện tình cảm đi, bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ
mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó? Anh thấy em có dễ rụt rè, em kinh doanh nấu nhiều nữa. Anh thích phụ nữ nấu nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Là em cảm nhận gì anh? Anh thật thà. Chỗ cần đứng lên xem kỹ đi. Không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cứ coi đi, anh men lì, anh tham đi, men lì mà. Nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Em nghe. Thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ, cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà, nên em phải cần con cọp. Mạnh mẽ lên, em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Người ta mắc cỡ thôi chứ, ta dân kinh doanh mà. Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên để cảm nhận sao? Cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị được rồi. Dạ. Thầy để nút bấm sẽ là quyết định của em. Ừ, bây giờ tối như thế này à. Anh thấy anh với em không hợp rồi. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Dạ, em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á. Nói gì vậy em? Nói nhỏ chị nghe coi. Đừng có bị dụ nha. Nói gì vậy? Anh nói em là nên cho cơ hội. Không dám trời. Nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Trời năn nỉ. Ủa sao đụng hoài nó cũng thấy anh. Kiếm đi. Bên kia. Trời. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Và sao cả hai đều không bấm? Dạ, như em đã trao đổi, em cần một người có tính rất mạnh, rất là nhạy bén. Em thấy bạn nữ hơi rụt rè. Còn bạn gái? Em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nãy em nói nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là coi như không có duyên đó em. Dạ. Nha. Là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Ta sẽ gặp gỡ chàng trai đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Chào. Chào. Đẹp trai quá. Đồ con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này nghe đẹp trai bên kia chị Cát Tường dưới khoái rồi. Em tên là gì? Dạ em tên Tấn. Tấn? Mấy Tấn? Dạ 3 Tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ nay 28 tuổi anh. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Hùng Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Chị pháp y là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên gì mổ xác. Trời đất ơi ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó là mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe mình đúng rồi ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là. Nhưng mà lý do tại sao xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nha, chứ còn quảng cáo không có tin đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Thứ hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em có đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó?
không có quen. Tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở, không lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nói thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có, nhưng mà trong công ty á, cái công việc mình thì khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ, tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc, cho nên nhiều khi em sợ nữ á sẽ không có hiểu cho mình, cho nên em không có quen công ty này vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ, mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ, mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ, mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. À, dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ em đăng ký rồi. À, đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ. Dạ, hay cái này hay nha. Hay à, cái vụ này tôi hay. Tôi với Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. À, vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. À, mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai, còn em ở đây với em trai em. À, có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? À, ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi mẹ tấn bây giờ tôi hỏi Tấn nè, bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kì dánh lên. Thì hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? À, hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi, nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang hồng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À, bây giờ hỏi thử nha, ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. À, mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hả luôn. Trời, ok. Đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu một người tên Minh ngồi đây nha. Mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng, và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu mình sống như điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Phải không? Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Ê, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép, thứ hai là biết cách cư xử với người lớn, thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng, nên là không có nhiều chuyện để nói. Cho nên muốn bạn gái em thì có vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Dạ. Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em, xong rồi em sẽ về nhà bạn gái em chơi, thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người nhà của bạn gái em đánh giá em, xong thì bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. Có mục đích đàng hoàng luôn, rất rõ bên ràng. Bên đây á là muốn, nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. À, em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì yeah. Bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó, thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn nó đi là có dẫn ba đi theo đó. Sẵn thăm gia đình luôn. À, nói đùa, bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm lại như dưới đừng có cười to quá. Chúc có hỏi, anh ơi em ở đâu vậy? Là em là Chúc nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm túm cái miệng lại một chút. Dạ. Không, dễ thương đó em. Sao? Bà thấy Cà Mau sao không? Dạ, không xa. Không sao. Không, cho nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau. Dạ, nha. Dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Dạ. Xin chào bạn. Dạ, anh Nguyễn Linh. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó. Dạ. Nha. Tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi.
Đẹp trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa? Thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Nói luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau. Nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn có thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. Đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Phải tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Dự sử như khi tìm hiểu xong cho phép về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì về chi. Hỏi anh miệng có rộng không? Còn anh thấy miệng em sao? Dạ bình thường à. Dạ. Ở khi mà đi chơi tụi em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mình hạn chế đừng có đông người ha. À, đủ 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em ạ? À? Em dễ thương. Vui. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Hết à. Xin xin trả lời. Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Thì anh và em hẹn hò á, trong cuộc nói chuyện hai người á thì em không thích những cái gì ở bạn trai? Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì biết xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình mình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc hoặc là lãng mạn quá, em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết những cái sớ là bên ai cũng làm gì. Ủa mà em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử có thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào? Ai thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Ý là nhạc nhẹ hay nhạc dịch á? Trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc em không thích nhạc nhẹ quá. Chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Giờ anh đồng ý. Mà trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng à. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có run. Làm gì run dữ vậy? Em đâu có run sao anh run vậy? Anh không thích người mẫu người bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 Thằng ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không. 3 Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn không, anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à. Được. Còn em thấy sao? Còn em dễ thương. Lại. Dạ. Nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sao, cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có đúng không? Chúc mừng hai bạn. Em biết nấu ăn, biết làm tóc. Khá khó tính, không giữ với em cũng nhăn nhó khó chịu. Mối tình thì cũng khá nhiều, cũng cho anh chụp. Cũng cho anh chụp. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Em xin chào quý vị khán giả. Chào tất cả các anh chị quay phim này. Ngồi đi em. Chào anh Nguyễn Linh. Rồi, chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Ngọc Toàn, năm nay em 35 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại em đang làm trợ lý điều hành xe đầu kéo ở quận 2. Em ở quận mấy Toàn? Dạ em ở quận Bình Tân. Rồi cảm ơn đàn trai. Rồi bây giờ mình để đàn gái giới thiệu.
Dạ. Em xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và xin chào anh trai kế bên ạ. Dạ em tên là Đoàn Nguyên Bảo Anh, năm nay 33 tuổi ạ. Hiện giờ em đang làm thư ký dự án trong một công ty tư vấn về xây dựng ạ. Hiện em ở quận Tân Phú ạ. Hợp lý nha. Ở gần nhau. Cũng gần nhau luôn. À, bên đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ, hay cười, nói chung luôn luôn thân thiện với mọi người. Rồi em cũng rất là cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Em cũng có biết nấu ăn chút đỉnh, tuy là không có biết cầu kỳ nhưng mà em có thể nấu ăn bình thường đó anh. Dạ, khuyết điểm của em hơi bị nhiều ạ. Thì chắc cũng vì em cẩn thận quá nên đôi lúc em làm mọi việc cũng hơi chậm chạp. Ăn chậm rồi rửa chén cũng chậm, tắm cũng chậm nữa. Khá khó tính. Không giữ em cũng nhăn nhó khó chịu. Tối thức khuya sáng ngủ nướng khác giường thì thôi. Bữa nào đi làm thì em cố gắng hết sức mới dậy sớm được. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Bảo Anh. Vậy còn bên anh đàn trai thì sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết làm tóc, uống dũi. Cắt thì em bỏ lâu quá. Em cắt là đó. Tức là đó đi học á hả? Hồi đó đi học em cũng mới làm ở trong công ty tóc. Là biết cắt nhuộm rồi là trong tầm tay rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình đầu tư mình học thêm make up rồi đi về mình trang điểm make up cho vợ mình luôn. Tiện, đi đâu đám cưới là có ông xã làm. Còn về khuyết điểm của em thì em thẳng thắn, dứt khoát, không biết thuốc, không biết uống cà phê. Hai cái đó đâu phải là khuyết điểm, là ưu điểm đó. Xưa em cũng có quen bạn gái mà trai em không biết hút thuốc. À vậy trời đất ơi, bạn gái nào kỳ vậy? Trời ơi. Rồi sau đó về có tập hút thuốc không? Dạ không. Em có mấy mối tình Toàn? Dạ nếu mà mối tình thì cũng khá nhiều nhưng mà không có được lâu với anh. Khá nhiều là mấy mối? Cũng trên chục. Cũng trên chục. Hả? Trời ơi. Mối cái tình gì? Trên chục. Chà anh. Hả? Sao tới chục người mà vẫn chưa tìm được cái mối tình cho mình nha? Em nhanh phát hiện được cái bí mật của anh Thao quá. Ban đầu yêu thì vô tình trong những dịp đi đám cưới, sinh nhật hoặc là đi lang thang trên mạng á, vô tình người ta nhảy vô người ta kết bạn với. Trời đất ơi, yêu đám giỗ, đám cưới, tôi nôi sinh nhật, yêu trên mạng. Em nghĩ là người đó là còn độc thân nhưng mà sau tìm hiểu trong tuần thì phát hiện ra đó có người thì đang có người yêu, cũng có người thì cũng có gia đình rồi. Đó mà chưa dứt khoát cho nên thôi. Em không có tiếng. Bây giờ mình yêu 10 mối tình rồi đúng không? Dạ. Vậy mình nhớ tên hết không? Cũng nhớ được những người gần gần nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về những người. Em đọc sơ sơ coi mấy sơ sơ, em nhớ coi Lan mấy Huệ Hồng rồi Tiên rồi Tiên Thi. Thi. Rồi tên Luna. Mấy có bắt đầu tên Trang có không? Cũng có không? Ngọc có không? Ngọc có. Thư có. Thư có chưa? Thư cũng có rồi. Trời ơi. Hay cha. Rồi nhớ tên bạn gái bên này không? Bảo Anh. Hay quá. Nhưng mà tức là mối tình á mà anh lâu nhất á đối với anh là bao nhiêu lâu? Một tháng. Lâu ghê. Còn mấy mối tình kia không tới 1 tháng không hả? Chừng 1 2 tuần anh, tại vì bạn của em rồi người nhà rồi em cũng phát hiện những cái mà bí mật của họ đó. Mà em cũng không hiểu thì nếu như mà người ta chưa có người yêu thì người ta nói là chưa có người yêu đi. Mà người ta vẫn nói là chưa có người yêu. Mà trong khi đó người ta đang có người yêu, cũng hẹn hò, cũng ra bình thường. Thôi được rồi, coi như là 10 mối tình đã qua. Nó mọc như nấm và nó cũng chết như rạ luôn. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất thì thời điểm năm cuối sinh viên đại học. Dạ mối tình thứ hai của em là em cũng quen bạn học. Thì người này em quen được khoảng hơn 2 năm. Thời gian đầu thì cũng tốt nhưng mà sau đó anh ấy thất nghiệp, cũng cố gắng cũng giúp đỡ tìm việc làm cho anh ấy nhưng mà anh ấy anh không cố gắng á. Là cứ để trôi vậy hoài, em nói hoài mà cũng không được. Rồi cái cuối cùng anh nói là anh không xứng đáng với em, rồi cũng chia tay em. Em có một nguyên tắc là sau khi chia tay cũng phải 1 năm sau em mới quen người mới. Người thứ ba thì quen trong vòng 1 năm thôi ạ. Anh này thì cũng tốt, điều kiện đều tốt. Nhưng mà sao ảnh lại chê em là khó hay so đo, ganh tị. Nhưng mà em thấy ảnh cứ giấu giếm, cái gì cũng giấu em. Lén đi du lịch, đi Vũng Tàu về cũng giấu, không nói em biết. Nhưng mà ví dụ ảnh lén là anh đi Vũng Tàu hay anh đi chơi đó là anh em có biết là anh đi với ai không? Em cũng không biết luôn, hình như là cũng có khi đồng nghiệp hay là bạn bè gì không biết. Nhưng mà lại khá là rất nhiều chuyện giấu giếm, không có muốn nói cho em biết gì hết á. Kiểu không chịu chia sẻ. Ba mối tình hết 6 năm rồi.
trong đây chục mối, hai người này trải nghiệm tình yêu hơi nhiều đó. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì về mặt ngoại hình á, tại em chân ngắn mà nên em muốn tìm người cao cao chút để cải thiện đời con cháu, ít nhất cũng phải cao 1m68 trở lên anh. Đạt rồi đó em. Chính xác. Với lại em thích người có sống mũi cao, biết quan tâm tới cảm xúc của bạn nữ đó anh, hiền lành chút xíu, giúp đỡ được việc nhà nữa càng tốt ạ. Rồi. Bây giờ nói như thế thì em có được bao nhiêu phần trăm đáp ứng nhu cầu bên kia? Tầm khoảng 6-70% thôi. 60-70% hả? Sống mũi cao là chắc em không có đi phẫu thuật được rồi. Không, mũi em cũng hơi cao cao. Hơi cao đúng không? Ừ. Cao hơn cái miệng chút xíu. Dạ. Cái mũi nào mà không cao hơn cái miệng? Ông Mai này thiệt. Đó, chào giờ gặp gái. Nhà gái. Dạ, cỡ anh Quyền Linh là được rồi ạ. Mũi cao không? Dạ, có sống mũi cao. Mới sửa. Em có hay ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Có em gái vậy không? Dạ không anh ơi, giờ em đi ra đường em sợ gái lắm. Em đâu dám tới hỏi đâu. Ví dụ nhìn thấy người ta cũng có tia mình rồi đó, nhưng mà cũng không dám tới nói chuyện. Trời ơi. Rồi bây giờ em ghét nhất gì ở người đàn ông? Dạ em ghét nhất là tính lăng nhăng đó anh. Lăng nhăng. Thời buổi này đâu có bắt cá hai tay được. Nó hốt nguyên rọ. Đục có chơi một đục luôn chứ đâu có cần bắt hai tay. Dạ. Nói vậy thôi chứ em nhìn là em thấy hiểu anh bên đây. Thật sự anh cũng hiền lắm. Em thấy anh toàn là bị người ta bội bạc không à. Công nhận đàn gái xinh. Đó, cảm ơn anh. Đàn gái xinh. Bảo anh có ghét đàn ông nhậu nhẹt rồi vậy không? Nhậu chút chút vì công việc thì được chị. Rồi. Em có nhậu không? Dạ, nhậu thì thỉnh thoảng khi mà đi với sếp thì em có nhậu thôi. Cũng không có thường xuyên. Dạ. Mình nhậu mình uống được nhiêu chai? Dạ, nhậu thì khi nào sếp về thì em về. Chắc cái gì? Vậy sếp anh uống được nhiêu chai? Dạ thì lúc vui thì sếp uống được 2 thùng, lúc buồn lúc buồn thì sếp uống từng thùng rồi về thôi. Bây giờ tính luôn tới thùng chứ không có tính chai nữa. Dạ. Nhậu nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đi, bữa giờ không kiểm tra sức khỏe gì hết. Thì em có thể là em nhất anh Linh bỏ anh dài cũng dễ dàng. Wow, vỗ tay cho anh làm nè mọi người. Được không em? Được. Anh mà rớt xuống là anh mệt lắm. Em bảo đảm không nha? Dạ, xưa giờ chưa bao giờ có vụ này nha. Đừng có vụ. Ngồi đây nha, ngồi đây nha bạn. Được bảo không? Được, em bảo đảm được. Anh nè, à, vì tương lai của Bảo Anh và anh phải cố gắng rồi. Vì hạnh phúc của Bảo Anh. Anh đành chấp nhận. Anh nhấc lên thiệt luôn á hả? Dạ được. Nhấc anh lên lên phải không? Dạ. Rồi. Từ 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 từ. Một anh cầu... làm gì anh xá ai vậy? Trời ơi. Cầu bình an. Chắc là nâng tạ cho dễ hay anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi sợ. Thôi nhấc anh Linh đi. Nào. Nâng tạ giờ xưa rồi. Phải thế chứ. Trời phải thế. Thôi, thôi, trời. Anh có vỏ, mình có vỏ không? Công nhận anh nặng. Anh Linh. Công nhận anh nặng thì anh Linh rồi. Anh có sao không anh Linh? Không rồi luôn. Anh có sao không anh Linh? Bảo anh ơi. Thôi em xin lỗi anh. Anh phải thả lỏng ra chứ tự nhiên anh tập trung anh run quá đâu em đứng được. Tôi xuống rồi, rồi mà. Rồi có sao không? Đừng lấy tôi ra làm đạo cụ. Thôi ráng đi, ráng đi, hết số này em cho đi chụp hình. Thoát gì để đẹp mà. Nè anh. Rồi, anh bước ra đây anh. Được nhiêu cái nè, mệt quá. 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thôi anh đừng bỏ, anh bỏ xuống đi. Em biết rồi, biết rồi. Về cái phần sức khỏe là yên tâm nha. Dạ. Anh Quyền Linh mà giác lên một cái một, té một cái bịch, yên tâm. Em cảm ơn sự hy sinh anh dũng của anh Quyền Linh. Đau lòng. Nãy không đem tạ sớm đi. Chắc là nâng tạ cho dễ hay anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi, sợ. Thôi nhấc anh Linh đi. Thể là sợ ổn chứ anh? Không sao. Chỉ thoát gì để đẹp sơ sơ thôi. Rồi, thôi cảm được rồi. Cảm ơn rất nhiều. À, Bảo Anh hôm nay Bảo Anh đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và các bạn bè thân thiết của em. Rồi, dạ, chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Dạ, chào cô. Chào quý vị khán giả trong phòng này. Tôi là mẹ của Bảo Anh. Trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình
đã quan tâm tới cái nỗi buồn của những người mẹ như tôi. Buồn vì con lớn tuổi mà chưa có đôi có cặp. Trai và bạn trai bên này thì hiền lành, cũng thật thà, rồi không hút thuốc, rất thích là điều đó. Còn cái nhậu nhiều thì khắc phục một chút. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em đi với chị Hai. Em chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, dạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay, chào em gái. Chào chị. Chị là chị của Toàn. Toàn nói là Toàn có nhiều mối tình nhưng mà thiệt sự là em chưa bao giờ thấy Toàn dẫn bạn gái về hoặc là giới thiệu, chỉ có một hai lần thôi. Vì em có treo sẵn rồi, em nói làm gì thì làm, tới 2019 thôi là hết hạn tiền quà cưới của em. Nếu mà quá 2019 là cái phần quà cưới đó sẽ sung vào công quỹ. Về cái bạn gái thì chị nhận xét em là người dễ thương. Tính cách như thế nào thì chị không có rõ, nhưng mà chị đẩy thuyền đó. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ hai bên gia đình đã có ý kiến rồi, mình mở rào để xem coi hợp lý hay không. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Chào em. Chào anh. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà gửi anh. Rồi, cảm ơn em anh. Dạ. Em thấy anh sao? Thế nào? Khoan cho em hỏi trước một câu nha. Anh nói anh biết võ, rồi anh cũng sức khỏe. Vậy anh có bao giờ đánh phụ nữ không vậy? Em không có chấp nhận đàn ông đánh phụ nữ nha. Nếu như mà tình huống vô tình á, thì có thể là trúng, chứ còn mà cố ý thì không có. Vô tình trúng mà. Vô tình, ví dụ như là cái đám đông như nãy lộn xộn á. Vô tình như nãy đó. Không phải, ví dụ như trong trường hợp mà đám đông mà lộn xộn đánh nhau á, thì mình cản ở đó mà người khác vô tình tới từ đằng sau tới đó, thì mình quay qua phản xạ thì mình đánh nhầm thôi. Không, ý em hỏi là giả dụ như anh giận quá thì anh như thế nào? Nếu mà giận quá ngay cả người trong nhà đi nữa, nếu mà có một cái sự bất đồng nào đó thì anh đi ra chỗ khác. Vậy ha. Không tranh cãi. Dạ, vậy tốt. Em nghe nói anh không hút thuốc lá em cũng thấy được lắm rồi ạ. Dạ. Anh có yêu cầu gì quá khắt khe đối với bạn gái hay với vợ mình không ạ? Thì anh chỉ mong muốn tìm được bạn gái dịu dàng. Bạn gái không nên hút thuốc. Giới tính bạn gái cũng phải rõ ràng. Em thẳng. Ủa, em gái thẳng hoàn toàn. Chứ đó giờ gặp giới tính không rõ cũng ràng có, cũng có bạn gái là giới tính không rõ ràng. Vậy rồi à, nghĩa là giờ vẫn quen với mình, nhưng mà vẫn quen với một bạn nữ. Một dạng thôi Toàn, đừng kể chuyện tình yêu của em, nó phức tạp của Toàn. Dạ không, anh yên tâm, em mê trai nổi tiếng. Gặp anh thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ đẹp trai hơn những gì em tưởng tượng. Không khỏe mạnh, thích thể thao là rất tốt ạ. Không, em khỏe, khỏe lắm đâu. Không sao đâu anh. Anh ẩm em chắc nổi đúng không? Nổi. Đừng, 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 đừng. Thử liền, tôi không tin chị. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Sai lầm. Nó có một số điểm hồi nãy là thất bại là cái sàn này nó trơn. Tại không học được giải thích anh đừng em báo giá luôn, em có 44 kg à. Đừng, đứng lên, đừng lên. Giải thích khi hậu quả nó xảy ra. Không, không. Anh Linh nặng, anh hiểu không? Đó, còn bảo anh có tí xíu à. Sao, bé nổi không? Nổi. Đứng yên nha, đứng yên nha. Người ta mặc váy đó nha, cẩn thận nha. Xin phép cô với nếu em anh có thể bế em lên được không? Đừng rồi. Có như tôi nha. Trời ơi, đó, nhẹ nhàng như cung đàn luôn, thấy không? Rồi bởi qua bế lên gái nữa được. Mà ẩm con gái khác, ẩm con trai khác. Đúng rồi anh ơi. Anh thấy em ngoại hình là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu như mà bấm nút sau buổi này á, mình anh có thể hẹn hò với em á, là ngày nào em muốn gặp anh á thì cũng được. Bất cứ ngày nào trong tuần. Là một tuần anh chỉ được nghỉ có một ngày thôi. Ủa anh làm việc tới mấy giờ? Không lẽ làm xuyên đêm? Cái tổ chức công việc của anh á thì làm với tài xế cho nên anh ở lại đó luôn. Tại về nếu mà về nhà thì từ quận 2 về Bình Tân thì xa. Là 12 giờ đêm anh mới về hả? Thì cái khoảng thời gian là 11 đến 12 giờ anh mới xong việc. Bạn gái lên thăm chỗ làm thăm được không? Được, bất cứ nào. Đó. Tại vì cái thời gian nhàn rỗi anh cũng có nhiều. Thì chỉ có mình có túc trực ở đó để mình xử lý công việc cho tài xế thôi. Dạ thôi cũng không sao, nếu mà anh tận tâm tận ý với mình em thì chuyện gì cũng có thể, em cũng có thể xem xét lại được. Rồi tiếp tục cưới nhau là làm gì nữa?
em có thể giữ 70% để anh còn 30% để anh là 37 phải không anh? Dạ cũng được, em thấy cũng hợp lý. Em phải nói những cái gì tận đáy lòng của em suy nghĩ về cô gái đối diện. Suy nghĩ của em thì về bạn gái thì rất là hiền, có cái sự chân thành trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Em không muốn là bạn ấy bấm nút. Hát bài gì đó tặng bạn ấy coi gây cảm tình. Vậy em hát ca trù thử nha. Ca trù nha. Mày lạ ta. Mênh mênh mang mang phù văn yên tử, vì vì vù vù chúc lòng thiên tử, toàn thực nói lòng ai kẻ tình si, nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Bước lên đỉnh núi cao thấy đất trời ba thước, bước xuống đây thung sâu ta ngắm con sông dài, vào rừng trúc mai tháng nghe con sáo sầu, ta muốn hỏi một câu, bao giờ thôi ta vỡ, bao giờ hết ta vương. Thôi xin hát. Ta gặp người yêu ta hát bài nào cho nó tươi sáng rồi lên. Cái gì đâu mà ca trù nó xuống lúc vét luôn vậy đó. Tại vì em thấy những cái đọc trước mà em coi em thấy nhiều khi mình hát nó sẽ bị đụng bài cho nên. Trời ơi, đụng bài. Lạ thiệt. Dạ. Bây giờ để tay nút bấm đi. Khi bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Wow! Chị ơi, cho của chuẩn bị khoen nha chị. Rồi bây giờ nắm tay nhau được rồi đó. Xin phép đi. Xin phép cô cho hôn Bảo Anh. Đó cô gật đầu luôn rồi đó. Làm luôn. Em cho anh hôn nha. Dạ lẹ đi anh. Anh làm em hồi hộp quá. Lẹ lẹ đi. Từ từ bình tĩnh. Trời ơi. Trời ơi. Một cái hôn rất to rất kêu từ trước tới giờ của bà muốn hẹn hò. Hôn mà điếc lỗ tai luôn rồi.